Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã thành công bắt giữ một người trốn truy nã suốt 23 năm qua. Đáng nói, tại thời điểm bị bắt, đối tượng đang là trụ trì một ngôi chùa ở Quảng Đông. The Paper đưa tin, cảnh sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã bắt giữ thành công người đàn ông họ Lý, đối tượng bị truy nã suốt 23 năm qua vì liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Theo truyền thông, thời điểm bị bắt, Lý đang ngủ trong một ngôi nhà ở thành phố Ít Dương, tỉnh Quảng Đông. Đáng nói, người này đang là sư trụ trì tại một ngôi chùa ở địa phương. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2024, lực lượng cảnh sát nhận được manh mối rằng Lý kẻ đang trốn nã trong vụ án cố ý tước đoạt mạng sống của người khác xảy ra hồi năm 2001 tại một khách sạn ở thành phố Ôn Châu, có thể xuất hiện ở thành phố Ít Dương, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, do manh mối nhận được là quá ít, lực lượng chức năng không thể xác định được người này có ở địa phương hay không. Vì vậy, các thành viên của đội đặc nhiệm đã ngay lập tức lên đường lái xe hơn 1.000 km đến thành phố Ít Dương. Sau khi xác minh và so sánh, lực lượng cảnh sát tập trung sự chú ý vào một nhà sư. Tuy nhiên, nhà sư này khẳng định mình họ Lưu và là trụ trì của chùa. Ngoại hình ông ta cũng khác với tên Lý của 23 năm trước. Để xác minh thêm, đội đặc nhiệm tiến hành các chuyến thăm bí mật xung quanh ngôi chùa, đồng thời điều tra các mối quan hệ và quỹ đạo cuộc đời của vị trụ trì họ Lưu. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm đáng nghi về hồ sơ của nhân vật này. Cụ thể, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhà sư họ Lưu tuy là trụ trì nhưng lại có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ. Khi đang trong quá trình bí mật điều tra, cảnh sát đột nhiên phát hiện nhà sư đã biến mất khỏi ngôi chùa. Liệu có phải kẻ gian lại tiếp tục bỏ trốn? Đề phòng bất trắc, cảnh sát quyết định sẽ phải có hành động ngay lập tức. Cuối cùng họ phát hiện ngoài chùa, nhà sư còn có một nơi thường hay lui tới mà người ngoài không hề hay biết, chính là nơi ở của một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với y. Qua phân tích, cảnh sát xác định rất có thể Lý đang lẩn trốn trong căn nhà thuê với người này. Nhờ sự hợp tác của cảnh sát địa phương, đội đặc nhiệm đã nhanh chóng bắt giữ được Lý khi hắn vẫn đang ngủ trong căn nhà thuê. Ban đầu, y không chịu thừa nhận mình là tội phạm năm đó, nhưng khi biết cảnh sát đến từ Ôn Châu, Lý biết mình không thể chối cãi nên chấp nhận bị bắt. Theo đó, Lý bị buộc tội vì đã ra tay với hai người ở Ôn Châu và Ninh Ba vào năm 2001 cùng với một đồng phạm. Trong khi kẻ đồng phạm bị bắt ngay sau khi gây án, thì Lý vẫn ở ngoài vòng pháp luật trong hơn hai thập kỷ. Theo lời khai, Lý đã trốn sang các tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Nam. Sau đó, y nhặt được chứng minh thư bị mất của một người đàn ông họ Lưu và mạo danh người này. Sử dụng danh tính giả, kẻ trốn truy nã đăng ký vào học ở một trường cao đẳng Phật giáo. Năm 2008, Lý chuyển đến Ít Dương và cuối cùng trở thành trụ trì tại một ngôi chùa ở đây. Mặc dù là nhà sư, nhưng người này được cho là đã sống như vợ chồng với một phụ nữ và có hai đứa con. Để tránh bị bắt, Lý luôn cải trang khi mạo hiểm ra ngoài và lắp đặt camera giám sát xung quanh ngôi chùa để theo dõi hoạt động của cảnh sát, nếu có. Y cũng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình ở quê nhà Tứ Xuyên trong 23 năm. Trước khi bị bắt, Lý được cho là đã lên kế hoạch trốn khỏi Quảng Đông để cùng gia đình đến Tây Tạng. Vào ngày 3 tháng 4, cảnh sát lục thành di lý tên Lý trở lại Ôn Châu. Hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị bế tắc suốt 23 năm cuối cùng đã được giải quyết thành công.